Hình ảnh trích xuất từ camera lắp ngoài cổng. Theo anh Tuấn, một người dân xã Lạc Thịnh, đây là một cơn mưa bụi đúng nghĩa đen. Đây nhà bụi như thế này rất là bụi đây. Nói thật là cái nguồn bụi này ở đây chắc chắn là chỉ có nhà máy MDF, bởi vì từ trước, từ khi mà nhà máy MDF chưa ra thì cái không khí trong rất là trong lành. Còn từ cái khi cách đây khoảng 7 năm bắt đầu đi vào hoạt động thì bụi rất là nhiều. MDF Hòa Bình, cái tên mà anh Tuấn nhắc đến là một công ty sản xuất ván gỗ ép trên địa bàn xã. Theo người dân, kể từ khi công ty này đi vào hoạt động cách đây 7 năm, thì tình trạng ô nhiễm không khí bắt đầu xảy ra. Trong các gia đình, mọi vật dụng, đồ đạc thường xuyên bị bám bụi, một loại bụi sợi dài. Đây là phòng khách nhà mình đây, hàng ngày đây, nhà mình là hệ thống kính hết kín, chỉ có hai cái cửa mở ra mở vào. Thế nhưng mà đây mình rèm cũng phải làm hết rèm, lúc mở kính ra vẫn phải rèm mà cuối cùng bụi nó vẫn chui vào như này. Nhà tôi đây bụi này, từ phòng kính hàng ngày lau đây. Đấy mọi người nhìn cái vết tôi lau đây, cái chân tay tôi đây. Qua mình lau tối hôm qua mà sáng nay bây giờ nó đã một đàn bụi như này. Bằng mắt thường rất khó để biết được lượng bụi trong không khí, nhưng lại biểu hiện thông qua những tờ giấy khám sức khỏe khiến người dân không khỏi lo ngại. Mới đây mình cũng đã có đi khám lại đây, vẫn kết luận là viêm họng và viêm phế quản mãn. Đi bệnh viện ấy thì ví dụ như là mua thuốc các thứ khám ngoài này thì mình không tính, còn nếu đi viện lớn ở viện trung ương là mình đi Bạch Mai 2 lần và viện đại học y 1 lần rồi. Đấy, nhưng mà chữa trị cái thì cái tình trạng này vẫn không khỏi. Chủ yếu là các cháu là ho, toàn ho khan. Thế tôi cũng chỉ biết là bây giờ cháu ho thì cũng chỉ biết là cháu nó ho thì đi mua thuốc. Thực ra mà nói là về cái độc hại này thì chúng tôi cũng không được rõ cho lắm, bởi vì chỉ biết là nó khói bụi như thế nhưng mà đã bị từ mấy năm nay. Điều đáng nói, người dân xã Lạc Thịnh đã nhiều lần phản ánh tình trạng này lên chính quyền xã, huyện, nhưng doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường. Những xe gỗ vẫn nườm nượp vào ra và những bệ khói vẫn tỏa ra bất kể đêm ngày. Như vậy là trong suốt 7 năm qua, người dân thì vẫn sống trong lo ngại về chất lượng không khí, còn doanh nghiệp thì vẫn sản xuất ngày đêm. Câu hỏi đặt ra là chính quyền địa phương đang ở đâu trong câu chuyện này? Gần 200 lá đơn đề nghị được tập hợp với mong muốn gửi lên chính quyền xã để xem xét hoạt động của công ty sản xuất ván gỗ gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Đáng nói đây không phải là lần đầu tiên những lá đơn này được thảo và gửi lên chính quyền. Nhân dân thì nhiều lần phản ánh với xã, với huyện, tài nguyên môi trường về đấy nhưng mà tôi chẳng thấy tiến triển gì cả. Sau vài hôm thì lại bắt đầu là lại tiến hành, lại thấy bụi. Người dân thì cho rằng hoạt động của công ty sản xuất ván gỗ ép gây ô nhiễm môi trường. Nhưng đại diện phòng tài nguyên môi trường huyện Yên Thủy lại đưa ra thông tin hoàn toàn trái ngược. Còn mọi giấy tờ cấp phép là do tỉnh cấp nên hàng năm thì chúng tôi cũng phối hợp cùng với sở, công an tỉnh, đoàn của tỉnh. Để tiến hành kiểm tra thường xuyên định kỳ. Qua kiểm tra thì họ cũng đã chấp hành tốt các quy định về bảo vệ môi trường. Theo ông Thịnh, sau khi có phản ánh của người dân, gần đây nhất, chính quyền huyện cũng đã kết hợp với Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hòa Bình để tiến hành kiểm tra, nhưng hình thức kiểm tra là bằng mắt thường. Kiến của người dân thì chúng tôi xác minh lại, thì hiện tại thì bằng mắt thường thôi. Chúng tôi thì cũng chưa được trang bị hệ thống các máy đo kiểm. Cho nên là bằng mắt thường thì cũng chưa phát hiện được những cái lỗi vi phạm của họ. Vậy là trong suốt một thời gian dài, người dân thì vẫn liên tục ý kiến, chính quyền cũng luôn tiếp nhận. Nhưng rồi, việc kiểm tra có lẽ vẫn chỉ bằng mắt thường. Năm này qua năm khác mà chưa có một kết quả quan trắc không khí nào được chính quyền huyện, thậm chí là tỉnh thực hiện. Và có lẽ người dân xã Lạc Thịnh sẽ phải tiếp tục lo lắng về tình trạng không khí mà mình đang sinh sống, không chỉ là 7 năm.